Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý vị đến với chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 2015. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Tân Trụ tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trạm khuyến nông huyện Cần Đước tổ chức hội thảo kỹ thuật nuôi tôm năm 2016. Xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc về đích xã nông thôn mới. Sau cùng là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Qua 20 năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư giai đoạn 1995-2015 và 15 năm thực hiện cuộc vận động Ngày Vì Người Nghèo do Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Trụ phát động đã đạt được kết quả. Tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đó là đánh giá của lãnh đạo huyện ủy Tân Trụ tại hội nghị tổng kết ngày 23 tháng 12 năm 2015. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt kết quả cao. Các thiết chế văn hóa phát triển nhanh, hầu hết các khu dân cư trong huyện thực hiện tốt xây dựng cảnh quan môi trường. Phong trào làm hàng rào, trồng cây cảnh và nhiều tuyến đường bê tông nhựa hóa tạo vẻ mỹ quan vùng nông thôn. Hiện nay toàn huyện không còn các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội được sự tham gia của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Thông qua cuộc vận động Ngày Vì Người Nghèo, 15 năm qua các tổ chức và mạnh thường quân ủng hộ sửa chữa và xây dựng 647 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn, mái ấm công đoàn và làm nhiều việc thiện trị giá 20 tỷ 300 triệu đồng, cùng với vận động quỹ chi người nghèo được gần 8 tỷ 850 triệu đồng. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 14 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích tốt trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong 20 năm qua giai đoạn 1995-2015 và 15 năm thực hiện cuộc vận động Ngày Vì Người Nghèo giai đoạn năm 2000-2015. Năm 2015, thành phố Tân An có nhiều cố gắng trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, đặc biệt trong công tác quản lý, đầu tư, xây dựng các công trình bảo đảm đúng quy định, từ khâu khảo sát thiết kế đến dự toán thẩm định, duyệt dự án thi công, nghiệm thu, khi hoàn thành đều có quyết toán theo quy định. Kết quả trong năm 2015, thành phố đã bàn giao 52 hạng mục công trình với tổng giá trị được phê duyệt trên 78 tỷ đồng, giá trị thực hiện giao thầu hơn 68 tỷ đồng, thực hiện giảm tiết kiệm hơn 9 tỷ 550 triệu đồng. Về công khai minh bạch tài chính đối với cấp ngân sách nhà nước, việc sử dụng ngân sách đúng theo quy định, đặc biệt trong công tác thực hiện thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị công tác đều được thẩm tra, chọn phương án về giá và chất lượng tối ưu nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, tiết kiệm trong sử dụng các phương tiện làm việc, giảm hội họp giao lưu không thiết thực, không sử dụng ngân sách nhà nước trong chi quà biếu. Kết quả trong năm đã tiết kiệm gần 7 tỷ đồng. Về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân trong năm, có 108 cơ quan tiến hành kê khai tài sản, trong đó có 56 cơ quan công khai bản kê khai tài sản bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan, 52 cơ quan công khai bản kê khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp của cơ quan đơn vị. Sau khi công khai bản kê khai tài sản, không có nhận phản ánh gì về các bản kê khai thu nhập đối với từng đối tượng. VNPT Long An vừa tổ chức triển khai giới thiệu dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử IVAN VNPT tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ cho đại diện các phòng ban huyện, Ủy ban nhân dân xã thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội điện tử IVAN sẽ góp phần phấn đấu đưa số giờ thực hiện bảo hiểm xã hội xuống còn 49,5 giờ vào cuối năm 2015, giảm 70% khách hàng lập thủ tục vào giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội so với năm 2014, đồng thời hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thủ tục hồ sơ bảo hiểm xã hội. Theo đó, mục tiêu của dịch vụ IVAN VNPT sẽ góp phần giải quyết những vấn đề đang tồn tại của kê khai bảo hiểm qua mạng như ngãn đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp sự cố, đáp ứng đầy đủ các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở các nghiệp vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời hỗ trợ đơn vị kê khai bảo hiểm có thể khai 24/7. Không phụ thuộc vào thời gian làm việc hành chính của cơ quan bảo hiểm, tiết kiệm chi phí đi lại, giảm thiểu được sự sai sót trong quá trình kê khai.
Tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, trạm khuyến nông huyện Cần Đước tổ chức hội thảo kỹ thuật nuôi tôm năm 2016 trên 60 nông dân các xã Phước Tuy, Tân Ân và xã Tân Chánh tham dự hội thảo. Tại buổi hội thảo, cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh Long An phổ biến một số chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nuôi tôm. Một số vấn đề bà con nông dân cần quan tâm trong nuôi tôm năm 2016, việc chọn giống và phương pháp phòng trị bệnh trên tôm. Theo khuyến cáo của trạm khuyến nông, bà con nông dân cần thực hiện tốt việc sên vét ao đầm, hệ thống cấp thoát nước, phải đảm bảo hệ thống ao lắng xử lý nước trước khi cấp vào ruộng tôm. Không được sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để diệt cá tạp, cua còng, nên chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đồng đều về kích cỡ. Trong quá trình nuôi, cần theo dõi diễn biến môi trường, thực hiện phương châm phòng bệnh là chính và không nên nuôi nhiều vụ trong năm, mà phải kết hợp vật nuôi khác hoặc thực hiện các mô hình luân canh để đảm bảo về môi trường. Hiện nay, tình hình thời tiết, môi trường đang diễn biến khá phức tạp, vì vậy bà con cần theo dõi thông tin của cơ quan chuyên môn để chọn thời điểm thả giống thích hợp, hạn chế dịch bệnh, đảm bảo kết quả nuôi tôm. Thực hiện tháng hành động diệt lục bình bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 năm 2015, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đức Huệ tổ chức ra quân diệt lục bình, dọn sạch lòng kênh, rạch, nội đồng nhằm phát động toàn dân và quy động các tổ chức đoàn thể tham gia giảm thiểu cây lục bình bền vững, khơi thông dòng chảy phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời tận dụng lợi ích từ sinh khối cây lục bình phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh hiện nay. Ra quân đợt này, lực lượng chính là quy động sức dân cùng lực lượng đoàn viên thanh niên tập trung diệt lục bình trên các tuyến kênh rạch nội đồng bằng các dụng cụ có sẵn. Với tổng chiều dài 28,6 km, hiện tại trên các tuyến kênh nội đồng này dày đặc lục bình gây rất nhiều tác hại cho môi trường cũng như quá trình sản xuất của bà con nông dân. Chính vì vậy, hành động trục vớt lục bình vừa góp phần bảo vệ môi trường, tạo sự thông thoáng, khơi thông dòng chảy cũng như tránh gây tai nạn cho các phương tiện giao thông đường thủy khi đi vào các tuyến kênh dày đặc lục bình. Được biết, trong số các xã thị trấn thực hiện hành động trục vớt lục bình, xã Mỹ Thành Đông thực hiện vượt kế hoạch so với Ủy ban nhân dân huyện giao là 4 trên 2 tuyến kênh nội đồng. Tháng hành động diệt lục bình sẽ được kết thúc vào tháng 12 năm 2015. Năm 2015, huyện Cần Giuộc xảy ra 280 ca tay chân miệng, giảm 147 ca so với cùng kỳ năm 2014. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện đã tăng cường chỉ đạo, huy động sự tham gia hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, nhất là ngành giáo dục, trong phòng chống bệnh, trong trường học, tổ chức, củng cố hệ thống giám sát, phát hiện và báo cáo dịch bệnh nhanh tại các cơ sở điều trị, y tế cơ sở, trường học và hệ thống y tế tư nhân, đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm, dễ lây truyền từ người sang người theo đường tiêu hóa, đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết mũi họng, dịch nốt phổng dở. Bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm não, màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp và dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện sớm và chữa trị đúng cách kịp thời. Mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh tay chân miệng, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi có tỷ lệ mắc cao. Ngành y tế khuyến cáo khi thấy trẻ có các dấu hiệu như lở miệng, nổi bóng nước tại bàn tay, chân, đầu gối, mông phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thường xuyên giữ vệ sinh cho trẻ, nhất là rửa tay thật sạch, sát khuẩn các bề mặt trẻ thường tiếp xúc như sàn nhà, giường chiếu, đồ chơi. Thưa quý vị, đường xá được láng nhựa, trại đá xanh mở rộng, trường học được xây dựng khang trang, nhà ở kiên cố là những điều dễ nhận thấy khi đến xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động tổng vốn đầu tư hơn 61 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng. Có thể nói Long Thượng đã khoác lên mình một diện mạo mới, đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây được nâng lên một cách rõ rệt. Ông Nguyễn Trang Cho, ấp Long Thạnh, xã Long Thượng phấn khởi nói: Từ khi xã nhà phát động xây dựng nông thôn mới đến nay có nhiều thay đổi, đường xá được trải nhựa, trường học được xây dựng khang trang và bà con nông dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, gia đình, đời sống của người dân nơi đây được nâng lên rất rõ rệt. Để xây dựng nông thôn mới, gia đình và bản thân của tôi và gia đình thì cũng vận động gia đình cũng hiến đất làm đường cho trong thôn ấp được sạch sẽ, đường xá. Vận động cũng trong con em là cũng như trồng những cây xanh sạch đẹp trên đường và những các tuyến đường. Đến nay Long Thượng đã được công nhận đạt xã nông thôn mới, 100% đường giao thông liên xã ấp ngõ xóm dài hơn 27 km đều được nhựa hóa bê tông, trải đá 04 rộng 3-5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa giao thông của người dân. Chợ Long Thượng được đầu tư xây dựng mới, đảm bảo nhu cầu buôn bán trao đổi hàng hóa của người dân.
trường học được xây dựng đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, xã cũng được đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, nhà văn hóa ấp, đáp ứng yêu cầu học tập, giao lưu sinh hoạt, văn hóa văn nghệ của nhân dân. 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, chất thải và nước thải được thu gom và xử lý đúng quy định. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương nhận thức rằng cái đích cuối cùng mà chương trình muốn hướng tới là thay đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao mức sống cho bà con nông thôn, và vấn đề này đang hiện hữu rõ nét. Từ chỗ người dân sản xuất dựa vào kinh nghiệm, đến nay đã biết chuyển đổi vật nuôi cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định cuộc sống. Ông Thái Thanh Hòa, ấp Tân Điền, xã Long Thượng chia sẻ. Từ khi mà phát động xã nông thôn mới đến nay, thì ở địa phương đã coi như mở ra nhiều lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con cô bác. Từ đó bà con cô bác đã áp dụng vào coi như chăn nuôi và vào trồng trọt, và từ thu nhập của bà con cô bác ngày càng được nâng lên. Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, nhà cửa được xây dựng mới kiên cố, khang trang sạch đẹp, tình hình trật tự xã hội, an ninh trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%. Đến Long Thượng thay da đổi thịt như ngày hôm nay là sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Ông Tạ Văn Ngon, bí thư đảng ủy xã Long Thượng cho biết. Trong thời gian qua, cái lộ trình xây dựng quyết quận ủy là xã Long Thượng xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới trong năm 2025, nhất là xã nông thôn mới. Xã Long Thượng cơ bản đạt về tiêu chí nông thôn mới và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Còn vấn đề quản lý mà để quản lý trong quá trình mà được công nhận xã nông thôn mới thì tiếp tục đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc đã phân công các trong hệ thống chỉ thực hiện một số nhiệm vụ. Thứ nhất là các đường giao thông giao cho các chi tổ hội quản lý, và thứ hai vấn đề về môi trường thì giao cũng các chi hội là quản lý trong quá trình để giữ vững cái xã nông thôn mới trong thời gian tới. Với cơ sở hạ tầng khang trang, giao thông đi lại thuận tiện và đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, điều đó đã mở ra một tương lai sáng lạng cho quê hương Long Thượng. Tin rằng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đảng, chính quyền và nhân dân, Long Thượng sẽ tiếp tục duy trì và phát huy lợi ích từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với những tiềm năng và lợi thế, tương lai xã sẽ có những bước tiến mới đáp ứng sự mong đợi của người dân. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ dự quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 6. Các di tích bao gồm di tích khảo cổ Hang Con Mon và các di tích phụ cận huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, di tích khảo cổ mộ cự Thạch Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Chăm Dương Long, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bình Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Trần Thương, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bổ sung thêm 23 điểm di tích vào hồ sơ di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại quyết định số 1272 ngày 12 tháng 8 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Di tích lịch sử căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Hãng tin Interfax dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách vấn đề Afghanistan, ông Jamil Kapulov cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Afghanistan, song nhấn mạnh rằng Moscow sẽ thực hiện điều này một cách thận trọng và trên cơ sở thương mại. Ông Kapulov nêu rõ, chúng tôi sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Afghanistan, song sẽ thực hiện điều này một cách thận trọng. Ông này cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự tại Afghanistan tương tự như các chiến dịch không kích ở Syria. Ngoài ra, ông Kapulov còn cho rằng lợi ích của Nga ở Afghanistan trùng hợp một cách khách quan với lợi ích của phong trào Taliban trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, đồng thời cho biết Moscow đã thiết lập các kênh liên lạc để trao đổi thông tin với Taliban. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập cùng các phát thanh viên Hoài Đức và Phương Thanh thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.